Mọi người, Chán Fickman và Projectman đã bị bọn Sở Kibitre bắt rồi. Chúng ta phải nhanh nhanh nghĩ cách cứu hai cậu ấy, không để cho bọn Sở Kibitre có cơ hội khống chế hai cậu ấy. Chứ không, hai cậu ấy sẽ trở thành người xấu mất. Không ngờ bọn Sở Kibitre bây giờ, bọn chúng lại mạnh đến như vậy. Với tình hình này, chúng ta không đủ sức để chiến đấu bọn chúng được. TV Girl, em đã phát minh ra được những người anh em gì mới chưa? Đại ca, em đã tạo ra được một người anh em mới rồi. Em sẽ cho đại ca xem. Đại ca, đây chính là người anh em mới phát minh ra. Anh nghĩ là Titan đầu cái loa, có thanh kiếm ở cánh tay. Xin chào đại ca, em là Titan đầu cái loa. Em mới được phát minh và gia nhập đội quân giải cứu thành phố của chúng ta. Được, ta nhìn cậu đấy cũng được đấy. Tuy nhiên, không biết sức mạnh của cậu ấy như thế nào. Cũng đơn giản thôi đại ca. Bây giờ cho cậu ấy test sức mạnh với chị TV Girl 7 đầu của em là biết ngay mà. Cũng đúng, nếu cậu ấy đánh ngang ngửa với em là sức mạnh của cậu ấy cũng khá đấy. Còn nếu mà thua em một cách dễ dàng là không được đâu. Titan đầu cái loa, người hãy cố lên giúp chúng ta giải cứu những người anh em Projectman và Chan Fickman. Em sẽ cố gắng hết sức mình. Titan đầu cái loa, hãy xem chiêu thức của ta đây. Giờ đến lượt ta chiêu thức âm thanh cho TV Girl 7 đầu. Ngươi có thấy ta lợi hại không? Hãy xem thanh kiếm của ta đây. Cho được, cái tên này cũng có chút bản lĩnh nhưng không phải dùng của ta đâu. Hãy xem ta đây. Cho ta sẽ sử dụng chiêu thức của ta đánh bại ngươi. Đại ca, em thấy cái tên này cũng tạm tạm thôi, vẫn chưa thắng được em. Tuy nhiên, có thêm cậu ta là chúng ta có cơ hội đánh bại bọn Sở Kibitre rồi. Uầy, thật không ngờ chị TV Girl 7 đầu, chị ý mạnh thật đấy. Nếu cậu muốn có sức mạnh như chị ấy thì hãy tập luyện siêng năng vào. Đại ca, với tình hình như thế này thì chúng ta có đi cứu những người anh em chúng ta không? Chắc chắn chúng ta vẫn phải đi giải cứu những người anh em chúng ta thôi. Họ là những người anh em vào sinh ra tử của chúng ta mà. Chúng ta không thể bỏ mặc các cậu ấy được. Dù có cơ hội 1%, chúng ta vẫn phải đi thôi. Mọi người, có chuyện gì xảy ra ở thành phố chúng ta thế này? Ôi không, những người anh em của chúng ta đã bị tiêu diệt hết rồi. Bọn nào làm ra chuyện này? Ta phải trả thù cho những người anh em của ta. Đội quân bồn cầu Sở Pickerman, những người anh em của chúng ta bị bọn Sở Kibitre ở vũ trụ 68 tiêu diệt. Các người mau trả thù cho những người anh em của ta đi. Cái gì? Bọn Sở Kibitre ở vũ trụ 68 ư? Các người được lắm. Chúng ta sẽ không tha cho người đâu. Sẽ trả thù. Bọn chúng vô cùng mạnh. Bọn chúng đã đến đây và tiêu diệt hết chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng thôi. Mọi người hãy cẩn thận. Bọn chúng vô cùng mạnh đó, không hề tầm thường đâu. Được, chúng ta sẽ đi lấy lại công bằng cho những người anh em của ta. Anh em, chúng ta đi thôi. Đại ca, em đã trở về rồi đây. Em đã hoàn thành nhiệm vụ xâm chiếm thành phố ở phía Bắc rồi. Bọn chúng đã bị em tiêu diệt hết rồi. Tất cả những linh kiện ở đó, bây giờ chúng ta chỉ việc đến và lấy về thôi. TV Xanh, người làm tốt lắm. Đại ca, hai tên này chúng ta nên xử lý thế nào đây? Hay là để em tiêu diệt bọn chúng? Không, hai tên này cứ để đấy cho ta. Khi nào ta cần, ta sẽ tháo chúng ra để lấy linh kiện. Các người cứ bình tĩnh, ta sẽ cho bọn chúng hai sự lựa chọn. Một là theo chúng ta, hai là sẽ bị tháo ra để lấy linh kiện. Hai người chọn đi. Chán phịch mà, nguy to rồi. Bọn chúng định tháo chúng ta ra để lấy linh kiện. Nếu chúng ta không theo bọn chúng kìa, cho dù chúng ta có bị bọn chúng tháo ra để lấy linh kiện, chúng ta cũng không theo bọn chúng đâu. Tên Sở Pickerman kia, chúng ta sẽ không theo các người đâu, dù các người có tiêu diệt chúng ta. Nhưng các người hãy nhớ, nếu các người động vào một sợi lông của chúng ta thì anh Cameraman sẽ đến đây và xử lý các người, không tha một tên nào hết. Anh Cameraman của các người bây giờ còn đang chạy mất dép kìa. Tuổi gì mà dám đến đây để cứu các người? Anh em, đây chính là địa bàn của cái bọn đã xâm chiếm và tiêu diệt những người anh em của chúng ta. Chúng ta phải trả thù cho anh em của chúng ta. Đại ca, chúng ta có khách kìa. Đại ca, để em ra tiếp đón bọn chúng cho nha. Trông bọn chúng sao giống chúng ta vậy? Cũng có cái bồn cầu nhưng lại có dàn loa trên đầu như đại ca vậy. Cục năng lượng của bọn chúng thì ở giữa bồn cầu kìa. Các người chính là những người đã xâm chiếm thành phố của chúng ta ư? À, thì ra đây chính là đồng bọn của bọn thành phố mà em vừa tiêu diệt. Bọn chúng đến đây để trả thù ấy mà. Đại ca cứ để em ra tay tiêu diệt bọn chúng cho. Chính người
là tiêu diệt những người anh em của ta ư? Người được lắm, hôm nay ta sẽ trả thù cho những người anh em của ta. Các ngươi muốn trả thù ư? Để ta xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Các ngươi mau lên hết đây, ta cơn hết. Để ta xem con TV xanh này sức mạnh thế nào mà to mồm thế. Ta tưởng ngươi thế nào cho. Ta tưởng ngươi thế nào cũng bị chúng ta đánh bại thôi. Đại ca, chúng ta đã quá khinh thường bọn này rồi. TV xanh của chúng ta đã bị bọn chúng tiêu diệt rồi kìa. Đã vậy, chúng ta sẽ không nhân nhượng bọn chúng nữa. Chúng ta sẽ xông lên tiêu diệt bọn chúng. Các ngươi mà cũng đòi tiêu diệt bọn ta ư? Hôm nay ta sẽ san phẳng cái thành phố này, trả thù cho những người anh em của ta. Các ngươi nghĩ đánh bại được TV màu xanh là có thể san phẳng thành phố chúng ta ư? Không có đâu. Hãy xem sức mạnh của Sir Pickerman và G-Man chúng ta đây. Chờ anh em xông lên tiêu diệt mấy con bồn cầu Sir Pickerman này đi. Chờ không ngờ cái con Sir Pickerman và cái con G-Man này bọn chúng lại lợi hại đến như vậy. Chúng ta không phải thủ của chúng rồi, mau chạy thôi anh em ơi, chứ không là chúng ta phải tiêu diệt nó. Chúng ta sẽ quay trở lại trả thù chúng sau. Mau đi thôi mọi người ơi. Có mấy tên nhát nhép này thôi cũng làm ta mất sức quá đi. Anh em tập hợp nào, tiếp tục xử lý cái bọn Chanfic Man và Brozic Man. Ta đang lòng máu lắm rồi đây. Hai tên kia hôm nay ta đang vô cùng điên đó. TV màu xanh của chúng ta đã bị bọn kia đánh cho trọng thương rồi. Các người mà không theo chúng ta thì ta sẽ lấu cao các ngươi luôn. Lại lấu cao, lúc thì bảo tháo ra để lấy linh kiện, bây giờ lại lấu cao ư? Người đúng là ló một đằng làm một lẻo. Dù các ngươi có mang chúng ta đi đâu thì chúng ta cũng không đầu hàng đâu. Cái tên Sir Pickerman kia, được, các ngươi thích thì ta chiều thôi. Tiến sĩ, người hãy mang bọn này đi lấu cao cho ta, rồi chia cho mỗi người một bát để chúng ta ăn cho nó bổ nào. Ok đại ca, em đi luôn đây. Đại ca, bọn chúng đang định lấu cao những người anh em chúng ta kia. Chúng ta mau giải cứu những người anh em của chúng ta thôi. Sir Pickerman, người thật là tàn ác, định lấu cao những người anh em của chúng ta ư? Cái tên Sir Pickerman kia, cameraman, người còn dám vác mặt ở đây ư? Hay lắm, chúng ta đỡ phải đi tìm các người để tiêu diệt. Hôm nay ta sẽ cho người và những người anh em của người được đoàn tụ và ta sẽ lấu cao các người. Người định lấu cao ta ư? Người quá tự cao dưới đất rồi đó. Hôm nay chúng ta vô cùng mạnh, chúng ta sẽ giải cứu những người anh em của chúng ta. Đại ca, đại ca hãy cẩn thận, hôm nay bọn chúng có quái vật mới kìa. Là một con Titan đầu cây loa, trên tay hắn ta còn cầm một thanh kiếm nữa. Nhưng em nghĩ con này cũng dở hơi và không biết bơi đâu đại ca ạ. Project Man, nhân lúc bọn chúng giao đấu với anh Cameraman, chúng ta sẽ trốn thoát và giúp đỡ anh Cameraman tiêu diệt bọn Sir Kibi Toilet. Ok ok. Đại ca, chúng ta không phải nói nhiều bọn chúng đâu, bây giờ chúng ta đã quá mạnh rồi. Xông lên bắt hết bọn chúng đi đại ca. Anh em xông lên bắt con Cameraman về lấu cao cho ta nào. Chờ này thì con Cameraman này, này thì con Chanfic Man này, chúng ta hôm nay sẽ tiêu diệt các ngươi. Này thì con TV 7 đầu này. Chờ mọi người, chúng ta giải cứu anh em xong rồi chuồn thôi, bọn chúng vẫn còn mạnh lắm, chúng ta không phải thủ động. Chờ các ngươi định giải cứu người anh em rồi chuồn ư? Không có đâu, chúng ta sẽ tiêu diệt hết người. Project Man, chúng ta mau tiêu diệt tay chân của chúng rồi ra hỗ trợ anh Cameraman thôi. Chờ này thì con bốn thanh kiếm này, này thì con phun lửa này, hãy xem đạn pháo của chúng ta đây. Rồi bây giờ chúng ta đã giúp anh Cameraman thôi. Anh Cameraman, chúng ta mau chạy thôi, bọn chúng đông và khỏe lắm, chúng ta không phải thủ đâu. Mau chạy thôi anh ơi. Các người mau đi trước đi, ta sẽ đi ngay sau. Chờ này thì con phản lực này. Chờ ta đi đây. Đại ca, bọn chúng lại chạy mất dép rồi.